Xin chào các phụ huynh và các bạn em. Hôm nay thầy quay lại cái bài tập toán số 2, tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thừa số tích. Rồi, bài số 1. Chuyển các tổng sao thành tích theo mẫu. Như vậy người ta họ cho này, 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3. Vậy là 1, 2, 3, 4, nghĩa là 3 nhân cho 4. Vậy bài cái này của mình là như thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, nghĩa là 2 nhân cho 5. Bài này gì? 1, 2, 3, 4 nhân cho 3. Bài này bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Như vậy là 5 nhân cho 4. 1, 2, 3, 4, 5. 7 nhân cho 5. Bài 1, 2, 3. 8 nhân cho 3. Bài này gì? 1, 2. 10 nhân cho 2. Rồi tiếp theo. Bài số 2. Bài số 2 là gì vậy? Bài số 2 thì người ta viết theo mẫu. Chuyển các tích thành tổng. Các số hạng bằng nhau. Rồi tính. Như vậy thế này là gì? 6 x 3 là bằng 6 nhân cho 3 lần. Cộng cho 3 lần. 18. Rồi 6 x 3 là 18. Rồi, bây giờ 9 nhân 2 là cứ như là 9 cộng cho 9. Bằng 18 chấm phải. Vậy 9 nhân cho 2 bằng 18. Rồi tương tự. Này hơi bị dài nè. 2 cộng cho 2 cộng cho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngay đây là 9, cho nên mình phải là 9. Như vậy là 2 cộng 2 là 4, 6, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Phải. Lại 2 nhân cho 9 bằng 18. Rồi, tương tự 3 nhân 5 vậy là 3 cộng cho 3 cộng cho 3 cộng cho 3 cộng cho 3. 1 2 3 4 5 nha. Vậy là 15. Chứ phải. Vậy 3 nhân cho 5 bằng 15. Rồi, số 5 ta ghi lại. Cộng cho 5, cộng cho 5, bằng 5 cộng 5 là 10, 10, 15. Vậy, 5 nhân cho 3 bằng 15. Rồi, bài số 3, viết phép nhân theo mẫu. Người ta hỏi cho này, các thừa số này, đây là thừa số này, đây là thừa số này. Đây là tích này. Thừa số, hai cái thừa số này. Đây là tích. Tương tự đây cũng thừa số đây là tích. Giờ người ta hỏi cho là 8 và 2. Tích là 16, vậy là 2, 8 x 2 hoặc là 2 x 8. Vậy bài chỗ này làm gì? 2 nhân cho. Giờ người ta hỏi cho là thừa số 2 và 9, vậy là 2 x 9 bằng 18 là tích. Hoặc có thể là 9 ta nhân cho 2
bằng 18. Rồi tương tự tích là 24 và thừa số là 6 và 4, là 6 ta nhân cho 4 bằng 24, hoặc gì 4 ta nhân cho 6 đảo ngược lại bằng 24. Rồi bài hôm nay xong, kết thúc tại đây. Xin chào các em nha.